khiến anh chị mãi không giảm được cân và cách khắc phục cực kỳ đơn giản mà rất ít người biết. Lý do thứ nhất là do anh chị sở hữu một cái hệ tiêu hóa hấp thu cực kỳ tốt, cho nên là có rất là nhiều anh chị hít không khí không thôi mà vẫn tăng cân là vì vậy đấy. Lý do thứ hai là cơ thể của anh chị tích lũy nhiều mỡ rắn, mỡ cứng do ăn nhiều chất béo đã tích tụ từ lâu năm. Vì vậy thì cho dù anh chị có ăn ít, vận động nhiều nhưng vẫn rất là khó giảm cân. Và ở đây thì có anh chị nào mình đã gặp một trong hai lý do trên mà sử dụng rất là nhiều phương pháp rồi nhưng mà vẫn không thể giảm được cân, thì hôm nay Trang sẽ chỉ cho anh chị một bí quyết vòng eo sẽ giảm đi từ 7 đến 20cm trong vòng 1 tháng thôi anh chị nhé. Và bí quyết này thì Trang đã chỉ cho rất là nhiều cô chú anh chị đã từng sử dụng rất là nhiều phương pháp rồi, như là uống thuốc, uống trà, ăn kiêng mà vẫn không giảm được, mà áp dụng theo cái phương pháp Trang hướng dẫn thì giảm rất là thành công luôn. Anh chị có thể xem một số những cái phản hồi mà anh chị đã dùng và gửi lại cho Trang đây ạ. Và bí quyết mà Trang hướng dẫn đó là anh chị hãy sử dụng cái bột ngũ cốc giảm cân tiêu mỡ Đức Toàn Organic này này anh chị. Mình chỉ cần sử dụng đều đặn mỗi ngày cho Trang là 3 lần sáng, trưa, tối trước ăn cơm là có kết quả rất là tuyệt vời anh chị nhé. Và đặc biệt là phù hợp với những anh chị nào mà có cơ địa chai lì, khó giảm, dùng 1 tháng thôi cân lại sẽ thấy cân nặng của mình giảm đi rõ rệt đấy anh chị. Và nếu như mà anh chị em nào đang loay hoay vật lộn với cân nặng của mình và đã tìm nhiều giải pháp rồi nhưng vẫn chưa thể giảm cân được thì hãy để lại chiều cao và cân nặng phía dưới video này để Trang hướng dẫn kỹ hơn cho anh chị, để trả lại cho anh chị một cái vóc dáng thật là thon gọn anh chị nhé.